như tôi có hứa với quý vị, bây giờ này, giờ phút này, vì giải lao, quý vị nào muốn chụp cái hình liên hệ với tôi xin mời đến đây bây giờ. Vài phút thôi nha, nó không có quý vị lên chậm là hết giờ. Xin cảm ơn quý vị.
chưa? Xong chưa?